nhân kỷ niệm 75 năm ngày thương binh, liệt sĩ, ngày 27 tháng 7 năm 1947 đến ngày 27 tháng 7 năm 2022, chiều ngày 22 tháng 7, đồng chí Nguyễn Xuân Quang, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện đã đến thăm. Tặng quà các gia đình chính sách tại xã Mũ Kiên và thị trấn Tư Trưng. Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện đã đến thăm, thắp hương tại gia đình anh hùng liệt sĩ Nguyễn Viết Xuân ở thôn Thượng, xã Mũ Kiên, cụ Nguyễn Thị Chi, sinh năm 1940, khu 10, Thị Trần Tứ Trưng, thân nhân liệt sĩ, sức khỏe yếu, có hai người con gái. Một người con trai nuôi, hiện ở với con trai nuôi, ông Nguyễn Văn Long, sinh năm 1939, khu 5, Thị Trần Tứ Trưng, bị nhiễm chất độc hóa học, sức khỏe yếu, kinh tế khó khăn, có 7 người con, một con gái bị khuyết tật, hiện đang sống cùng vợ và con gái khuyết tật, thương binh Nguyễn Văn Thủy, sinh năm 1. 1938, khu 1, Thị Trần Tứ Trưng, sức khỏe yếu, có 6 người con, hai người con trai, 4 người con gái, hiện đang sống cùng con trai cả đến thăm các gia đình đến đồng chí bí thư huyện ủy chủ tịch hội đồng nhân dân huyện nguyễn xuân quang và các đồng chí trong đoàn đã ân cần thăm hỏi các gia đình bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những đóng góp của các gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc nhân dịp này đồng chí bí thư huyện ủy chủ tịch hội đồng nhân dân huyện nguyễn xuân quang đã tặng quà của huyện ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc huyện cho các gia đình mong các gia đình tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống cách mạng nỗ lực khắc phục khó khăn vươn lên trong cuộc sống các gia đình chính sách tỏ lòng cảm ơn trước sự quan tâm của các cấp các ngành hứa tiếp tục gương mẫu thực hiện tốt chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước cũng như các phong trào thi đua tại địa phương